Trong vai người có nhu cầu mua số lượng lớn để mở cửa hàng, chúng tôi được hẹn đến một địa chỉ ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình quá sĩ ở Sài Gòn chúng mình không bỏ. Thì mình bán hồi chợ này nọ rồi mấy cái shop rồi quá trời nữa. Mấy người bán Sài Gòn sập quen rồi này họ lật lái. Cũng theo người bán, mức giá bỏ sỉ cho các sản phẩm này tại chợ thường là từ 6 đến 12.000 đồng tùy thương hiệu. Chúng tôi tiếp tục tìm đến một địa chỉ cung cấp hàng sỉ khác tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cái nào em cũng có, hiệu nào em cũng có hết đó. Ray Ban, rồi Butcher, LV, V, General Monster chị, Chanel, Dior. Nhưng mà hàng này là hàng Việt Nam hay sao cô? Không, Việt Nam mình không có đâu. Không có. Đây thì em nhập vào một bên là bên Chiết Giang với một bên Quảng Châu, thì tất cả là hàng mắc kính đều là của Trung Quốc hết. Không có ai mà nói hàng một ý đất, không có ý đất gì ở đây. Khi phóng viên bày tỏ muốn mua kính để bán trong các trung tâm thương mại, người bán giới thiệu cho chúng tôi những chiếc kính có giá từ 70 đến 140.000 đồng. Các chi tiết cũng được chế tác tinh xảo, chắc chắn hơn hẳn so với sản phẩm có giá 12.000 đồng. Và điều quan trọng nhất, để bán được hàng ở các trung tâm thương mại, theo người này, chính là ở những phụ kiện đi kèm theo kính như thế này. Mình ăn tiền nó nằm ngay chỗ đó thôi chứ không có gì hết. Một cái hiệu, hộp hiệu là nó có hộp trong, hộp ngoài, khăn, thẻ, sổ. Theo những đại lý bán sỉ, chỉ khoảng 200.000 đồng cho một chiếc kính với đầy đủ phụ kiện, logo của bất cứ thương hiệu nổi tiếng nào trên thế giới, người mua hoàn toàn có thể rao bán lại với mức giá cao hơn ít nhất 4 lần tại các cửa hàng hay trung tâm thương mại.